Đây là những chùm nhãn quê. Nhãn này nhìn rất là ngon nhưng mà đã quá nước. Đây là một cây nhãn điển hình trong rất nhiều cây nhãn ở vùng quê mình mà bây giờ người ta không thèm hái. Nhãn này bán không ai mua, cho không ai lấy. Đó. Nhãn này bây giờ mà chảy xuống thì bán được 2-3 ngàn một ký. Chủ nhà khỏi chảy luôn, cứ để vậy. Đây các bạn nhìn xem, nhãn này đã sau 1-2 trận mưa đã nứt kết quả rồi. Lý do là nhãn đã đủ nước, mọng quá. Nhưng mà rẻ quá, không ai mua, nên chủ không chảy, không hái. Hái xuống mất công, mấy nghìn một ký. Nên là chủ bỏ luôn. Kia cũng là nhãn kìa. Đó. Rất nhiều cây nhãn ở đây. Đây là một cây điển hình này. Ngay nhà mình này. Quả ăn được nước thì cũng được. Cùi dày. Nhưng mà do rẻ quá. Không bán. Đây, các bạn xem. Ăn cũng ngọt, vị thơm, nhãn sạch 100%. Nhưng mà rất tiếc ngày nào cũng có nhãn như thế này. Nên là không ai mua. Ai hái ra chợ bán thì được 3-4 nghìn một cân. Cây cao thì không thể hái được. Còn cây thấp thì người ta hái, số người ta bán. Nên là không có công nên người ta cứ bỏ đây luôn. Đấy, các bạn nhìn xem. Rau sạch này. Rau sạch, nhãn sạch này. Đây. Rất là tiếc. Ở thành phố thì nhãn này là bán mấy chục ngàn một cân đây. Nhưng mà quê là nhiều nhà nào cũng trồng. Nhà nào cũng sai chịu trái. Quả. Nên là không ai mua. Nhãn rất là ngon nhá, nhãn sạch 100%, không có phun thuốc phun tiếc gì. Nhưng mà đây là để xin nứt hết rồi. Nứt hết quả ra đây. Cùi rất là dày. Nứt. Còn đây cũng nứt luôn. Từ nhãn dưới kia này, rất là sai. Chắc là không, chủ nhà không thèm chảy luôn, lãng phí. Video chia sẻ cho các bạn trái cây sạch, trái cây tươi, rất nhiều dinh dưỡng mà người dân bỏ phí vứt đi, quá lãng phí. Mình chảy mà. Đây là trái cây trên vườn đấy, mình tự mình chảy này. Đây. Mình đã bóc ra đây. Vị rất là thơm. Rồi, xin chào các bạn.